Dạ mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở chùa Pophirum Răng Say, hay còn gọi là chùa mới, ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì mình đến đây để chia sẻ về cái quang cảnh bà con đón Tết cổ truyền Chon Cho Nam Thơ May nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì Tết Chon Cho Nam Thơ May hay còn gọi là Tết Năm Mới là một cái lễ hội lớn và mang tính tổng hợp nhất của đồng bào Khmer, chất nông nghiệp thấm đẫm trong niềm tin Phật giáo và Bà La Môn giáo. Thì theo quan niệm của đồng bào, đây là thời kỳ tiếp giáp giữa hai mùa mưa và nắng với cây cỏ tốt tươi, nên được đồng bào coi như là một sự khởi đầu của một năm mới đầy thuận lợi. Hôm nay là ngày Tết thứ hai hay còn gọi là lễ dân cơm, thì mọi người sẽ lên chùa làm lễ dân cơm vào sáng và trưa cho các vị sư. Thì theo phong tục của người Khmer, vào các ngày lễ Tết, mọi người tỏ lòng thành tâm, tín ngưỡng bằng cách mang cơm, thức ăn và các loại bánh đến cho các sư sãi. Để đáp lại thì các nhà sư sẽ làm lễ tạ ơn những người đã làm ra hạt gạo, đã trồng trọt, chăn nuôi, tạo cho cuộc sống ấm no, đầy đủ. Sau khi làm lễ đưa thức ăn đến cho linh hồn những người đã khuất, các nhà sư sẽ làm lễ chúc phúc cho những người đã có lòng mang lễ vật đến cúng chùa. Để biết được lễ dân cơm ở chùa Pophirum Răng Say diễn ra như thế nào thì xin mời mọi người hãy cùng xem ạ. Thank you.
Sau khi quý bà con đem cơm đến cho các vị sư trong chùa cũng như là làm lễ thì quý bà con sẽ đi về để chiều mọi người sẽ cùng vào chùa tham gia các trò chơi dân gian. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ.